của Thu Hoài và Thuần Tiệp. Còn rất là hân hạnh được một tranh mời ở đây để cùng chung chia niềm vui của ngày của hai em. Thì đấy, nhân dịp đầu xuân năm mới xin gửi tới cha cũng như quý cô ông bà và anh chị em lời cầu chúc Chúa Xuân bình an và hạnh phúc ạ. Ở đây con xin gửi tới một nhạc phẩm, có lẽ hát thì không hay nhưng mà tôi thì hay hát, thì cũng là hát với tất cả trái tim của mình để chúc mừng hạnh phúc cho hai em với nhạc phẩm Nắng Ấm Quê Hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa thì toàn thể các cụ và các bà đang làm sinh hoạt trong cái bữa đến hôm nay, thì còn chúc cho hai cha cùng với quý thầy ở trong đại diện trong miền Nam cùng với toàn thể các cụ và các bà, thầy con cũng cầu chúc cho hai cha được cả mạnh khỏe và quý thầy được mạnh khỏe, gặt hái được nhiều kết quả trên cánh đồng truyền giáo. Và hôm nay đây là để cho cùng với các cụ, cùng các bà, cùng với quý cha, quý gì, cùng với toàn thể quan viên, tám họ hai nhà được bữa tiệc thân mật với gia đình của quý họ nhà gái chúng con hôm nay. Và chúng con là được đón tiếp tiện diện của các quý vị để cùng vui và cùng với các cha, cùng với quý gì về tham dự ngày vui và vinh quang của hai gia đình chúng con. Và chúng con xin chúc cho quý cha, quý gì, các cụ, các bà hoàn thiện và thật lâu thật dài. Bà Tranh cười tươi lắm. Ngọc cái mồm vào. Trước hết con được nói lên tiếng nói của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay.
Thế các con trọng kính ai cha, trọng kính các cụ, luôn cho em những giây phút yêu kiểu này. Và thật vậy hôm nay lại thỏa nỗi mong chờ, ngày đêm trông mong tháng năm mong tình đời. Hôm nay đẹp lòng mình ơi, ngày nay là buổi ban đầu hai ta. Bây giờ đây cho các con được thay lời cho gia đình quý họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà xơi thuốc, xơi nước và xơi trầu, để cho các con được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho quý họ nhà trai lên có đôi lời chúc quý hội tân viên, và cũng là ngày vui của con cháu mình hôm nay. Xin trân trọng kính mời bác. Xin vận động của chúng ta cho bác một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin là toàn thể quý hội tân viên cùng lắng nghe ngay sau đây. Trong kính quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ, kính thưa quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, quý khách và bạn bè xa gần của hai cháu. Lời đầu tiên con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban ơn xuống cho hai gia đình ông bà Dân và ông bà Thiện đã sinh thành được hai cháu. Qua thời gian dưỡng dục, nay hai cháu đã tới tuổi trưởng thành. Hai cháu đã được tìm hiểu và được sự nhất trí của hai bên gia đình. Hôm nay được sự thống nhất của hai bên gia đình nhà ta, chúng tôi có lễ vật và dẫn cháu trai xuống đây để xin làm con cái ông bà Thiệp và con cháu trong tập đồng. Con cũng xin giới thiệu lễ vật hôm nay là gồm có trầu cau và rượu trà cùng với tinh hoa của phong đất và một chút lương thực. Đồng thời cũng có một chút lễ vật để gửi tới ông bà trong ngày hôm nay. Đặc biệt là mẹ của cháu có một chút quà để kỷ niệm cho cháu trong ngày hôm nay. Xin mời mẹ cháu trao quà cho cháu. Thank you.
chương trình ra kính mong bà một ngày nào đó có thể sớm nhất để cho gia đình chúng con được đón các cháu lên cùng dắt tay nhau lên bàn thánh để được lãnh nhận quý vị hôn phối. Còn trước khi gần lời, con xin kính chúc quý đấng và quý phụ, quý ông bà, cô dì, chú bác luôn mạnh khỏe, bình an. Vâng, vừa rồi phát biểu của quý vị đại diện cho quý họ nhà trai có đôi lời gửi đến cho toàn thể quý hội tân duyên con viên của quý họ trai hôm nay có những tấm lễ mọi lòng thành là để dâng lên các bậc tiền nhân cũng như là dẫn cháu xuống đây làm con cái ông bà ông Thiệu. Phải nói là với những quả to trái cầu quý họ trai hôm nay là rất là quả to vỏ đỏ ruột nhỏ thùng đầy, yêu nhau câu số bổ ba thắm môi hai họ trẻ già chung vui, trầu này trầu tình trầu tình ăn vào cũng thấy môi mình môi ta, mà trầu này trầu tình ăn vào cũng thấy cho tình ta say. Và xin mời cụ bà xây những trầu cay cụ ông hút thuốc hương say đậm đà, và đúng là có trầu thì phải có câu lấy ai làm đỏ môi nhau bây giờ. Cho tôi được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho quý họ nhà gái lên nhận cây trầu nhận cháu và có đôi lời chúc quý hội tân duyên và thưa cùng các bạn. Xin trân trọng kính mời bác, xin được mời chúng ta cho bác một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, xin mời toàn thể quý hội tân duyên cùng lắng nghe ngay sau đây. Con chào quý quý cha, quý dì, quý bậc cha bác và tất cả mọi người trong buổi chiều nay cho con được gửi lời chào và lời chúc đầu xuân năm mới an khang thịnh vượng ạ. Con chào kính quý cha, chào kính quý sơ, quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai bên gia đình và bạn bè của hai cháu. Trước hết là tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho hai gia đình đã sinh thành được hai cháu Hoài Thu và Trần Tiệp. Đến nay hai cháu đã tới tuổi trưởng thành, được Chúa cho đẹp duyên với nhau và được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của hai cháu. Hôm nay hai bên gia đình đã tổ chức buổi lễ đính hôn mừng tân duyên cho hai cháu. Và gia đình nhà quý họ nhà trai có cây trầu và dẫn cháu Tiệp đến làm con cái ông bà Thiệu và cháu chắt tiên tổ của quý họ nhà gái chúng con. Vậy con được đại diện cho quý họ nhà gái xin nhận cây trầu, xin lễ và đón nhận cháu Tiệp làm con cháu tiên tổ của quý họ nhà gái chúng con. Và kính xin quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, bạn bè, thân tình của hai cháu thêm lời cầu nguyện và vun đắp cho tình yêu của hai cháu được Thiên Chúa kết hợp trong bí tích hôn phối trên bàn tiệc thánh. Vậy trước khi ngừng lời, con xin kính chúc quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, bạn bè xa gần của hai bên gia đình một lời chúc sức khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa xuân. Con xin hết ạ. Xin đã mời một vị đại diện cho quý họ nhà trai lên trao những cái tấm lễ đó cho quý họ nhà gái. Và xin mời hai mẹ là thân sinh ra hai con của mình cùng với hai vị trưởng đoàn là phó đoàn đại diện cho quý họ trai quý họ gái cho những cái tấm lễ, những cây trầu ra đầu câu chuyện. Cây trầu bên râu nhà người, tổ tiên công đức muôn đời thịnh, con cháu thảo hiền vạn tiết xuân. Hôm nay là rượu ngon, lợn béo, cơm mềm hết chê, cũng phải nói trao cho nhau là những cái tuyệt vời của, đặc biệt là với những cây trầu của quý họ nhà trai cũng như quý họ nhà gái để nhận đến tấm lễ đó của quý họ nhà trai đã dẫn cháu Trần Tiệp đến đây để làm con cái ông bà ông Thiệu và làm cháu chắt trong họ. Vậy giờ này toàn thể quý vị tân duyên
để hướng về sân khấu để cùng với hai vị trưởng đoàn và phó đoàn của quý họ trai quý họ gái cũng như hai người mẹ cùng với hai cháu trong ngày yêu hôm nay, trong cái buổi ban đầu cũng như trong cái buổi nhất sơ của hai bên gia đình bố trí sắp xếp cái thời gian và ngọc đó để tổ chức ngày ly hôn cho hai cháu hôm nay, và cầu chúc cho toàn thể các cụ con các bà sẽ thêm lời cầu nguyện cho các cháu từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, đó là không quên được những lời cầu nguyện của quý cha quý cố quý cụ ông bà quan viên của quý họ trai cũng quý họ gái, từ lời cầu nguyện cho hai cháu ngày gần đây để tiến lên trước bàn thánh lãnh nhận bí tích hôn phối mà Thiên Chúa thiết lập. Lời đó là chúng ta không quên cái lời cầu nguyện đó để cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Với cái ngày buổi ban đầu hôm nay, đúng là rượu ngon thịt béo là cơm mềm hết chê của quý họ nhà trai quý họ gái, hôm nay cho tí là dùng bữa tiệc thân mật với gia đình của quý họ nhà gái chúng ta hôm nay. Chào bác và tất cả mọi người bạn bè thanh niên xa gần của hai cháu về dự buổi lễ ly hôn và buổi tiệc sơ khai ban đầu của hai cháu. Vậy giờ đây gia đình họ quý họ nhà gái chúng con ông bà ông thiểu có sửa bữa cơm thân mật để kính mời quý cụ quý cha quý dì quý cụ quý ông bà và bạn bè của hai cháu. Và giờ đây cũng đã tới giờ thì con cũng kính mời vị con xin kính mời cha lên ra làm khách tổ ăn và mừng buổi tiệc hôm nay ạ. Con kính mời cha. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý cụ ông cụ bà và tất cả mọi người, trong cái niềm vui hôm nay chúng ta đã từng nghe Thế Lưu nói là cái thửa ban đầu luôn đến nấy ngàn năm hồi sẽ mới ai quên. Cái thửa ban đầu của tình yêu, và tình yêu của Trần Thiện và Hoài Thu chính là tình yêu Thiên Chúa ban tặng và chính thức ngày hôm nay đã bắt đầu. Và chúng ta quy tụ nhau nay đây để xin Chúa chúc lành cho tình yêu Chúa đã khởi sự nơi Trần Thiện và Hoài Thu. Và xin chia vui với quý quan viên này họ của hai ba trẻ qua cái buổi lễ đính hôn hôm nay, và chúng ta chia sẻ niềm vui ấy trong bữa tiệc của tất cả chúng ta với cái tình yêu của Thiên Chúa đem qua cái niềm vui của cô bạn trẻ cũng như là của họ. Và hiện nay chúng ta sẽ chúc chúc là cho bữa ăn của chúng ta là bữa ăn của cha mẹ, bữa ăn của Thiên Chúa ban tặng của chúng ta. Thì Thiên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và những của anh chúng con sắp lãnh nhận cho lòng rộng rãi Chúa thương ban trong ngày lễ đính hôn của hai bạn trẻ Trần Thiện và Hoài Thu. Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu mà Chúa đã khởi sự hôm nay với hai bạn trẻ, và xin nối kết tình thông gia giữa hai gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nên Thiên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúc mọi người ngon miệng. Chúng con
Tôi xin để cả cảm ơn cha theo lời biệt đối và xin vui lấy các bữa ăn cho toàn thể quý họ nhà và cùng với các sơ tổng đại diện ở miền Nam cùng về để chung vui với chúng con đây. Vâng thì chúng con cũng thay lời cho gia đình nhà gái xin được chân thành cảm ơn của Thu Hoài và Trần Tiệp. Còn rất là hân hạnh được Mộc Chanh mời ở đây để cùng chung chia niềm vui của ngày của hai em. Thì đấy, nhân dịp đầu xuân năm mới xin gửi tới cha cũng như quý cô ông bà và anh chị em lời cầu chúc Chúa Xuân bình an và hạnh phúc ạ. Ở đây con xin gửi tới một nhạc phẩm, có lẽ hát thì không hay nhưng mà tôi thì hay hát, thì cũng là hát với tất cả trái tim của mình để chúc mừng hạnh phúc cho hai em với nhạc phẩm Nắng Ấm Quê Hương. Người em mãi mãi yêu.
toàn thể các cụ các bà đang làm sinh hoạt trong cái bữa đến hôm nay, thì còn chúc cho hai cha cùng với quý thi tổng đại diện trong miền Nam cùng với toàn thể các cụ của các bà, để con cũng có cầu chúc cho hai cha được cả mạnh khỏe và quý thi được mạnh khỏe, gặt hái được nhiều kết quả trên cánh đồng truyền giáo. Và hôm nay đây là để cho cùng với các cụ con các bà cùng với quý cha quý gì cùng với toàn thể quan viên ấm họ hai nhà được bữa tiệc thân mật với gia đình của quý gọi nhà gái chúng con hôm nay, để chúng con là được đón tiếp tiện diện của các quý vị để cùng vui và cùng với các cha cùng với quý gì về tham dự ngày vui và vinh quang của hai gia đình chúng con. Và chúng con xin chúc cho quý cha quý gì các cụ các bà hoàn thiện và thật lâu thật dài. Thank you.
Yo. 1, 2, 3, yo. Cho gia đình Quý Họ nhà trai cũng như Quý Họ nhà gái là về đây được đón tiếp hai cha, đặc biệt là cùng với cha Martino ở giáo xứ Bồ Hàm, giáo phận Xuân Lộc, cũng phải nói là một nghĩa cử cao đẹp cho gia đình nhà trai cũng như Quý Họ nhà gái chúng con được đón nhận tình thương của cha. Cha dành 1,000 cây số cha về đây, về với nhà trai, cha xuống tới nhà gái chúng con để cùng với những người con cháu của gia đình nhà trai cũng đang ở gần bên các cha. Nhưng mà cha dành những thời gian đó vì cha là cha bận mạng, nhưng mà cha lại quý giá một nghĩa cử cao đẹp cho hai bên gia đình chúng con cũng đang đương thực thì bất khởi. Thì hôm nay đây thì là toàn thể các vị tổng đại diện cùng về cùng với chúng con, thì cùng với quý cố, quý cụ, ông bà, quan viên và quý họ trai, quý họ gái dùng bữa tiệc thân mật với gia đình của chúng con đây. Tôi đã nói là một nghĩa cử cao đẹp đó, thì xin mọi người chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng cha. Vâng, là cha một chặng đường dài trên 2,000 cây số, cha lại dành thời gian đó, cha về với quý họ nhà trai, cha lại dành cho gia đình nhà gái chúng con hôm nay để mừng cho các cháu là bắt đầu đi xây dựng một gia đình mới. Gia đình hình nền tảng thánh gia, nhất cha nhì mẹ ba thời các con, mẹ thương tiệc cưới Cana và rượu ngon chan chứa chính người tặng ban. Đó là chúng con cũng quên được cái lời cầu nguyện của cha cùng quý gì thì tổng đại diện cũng như là toàn thể các cụ công các bà thêm lời cầu nguyện cho hai cháu từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Đó là lời cầu nguyện của toàn thể các cụ các ông các bà quan viên và quý họ trai, quý họ gái. Và đúng là hôm nay gặp mơ mận mới hỏi đào, vườn đào đã có ai vào hay chưa, mận hỏi thì đào xin thưa, từ nay đã có sớm trưa đi về. Và cho phép con được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho quý họ nhà trai có đôi lời cảm ơn tới toàn thể quý cha, quý dì cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà. Đại diện cho quý họ nhà trai có đôi lời chân thành gửi đến cho toàn thể các cụ, các bà, quan viên của quý họ trai, quý họ gái sinh hoạt xa gần của hai cháu hôm nay là xây dựng một gia đình mới. Đó là lời cầu nguyện, con xin được trân trọng kính mời. Với giây phút chúng ta đang vui vẻ bên nhau trong cái bầu khí của mùa xuân. Còn không biết là ngoài Bắc như thế nào, nhưng mà trong Nam á, mà cái ngày xuân mà có những cái giọt mưa thì nói là mưa xuân, mưa hồng ân. Và chúng ta đang sống trong cái bầu khí này và rất là cái ngày vui của hai gia đình trong cái lễ đính hôn của hai bạn trẻ ở Trần Tiệp và Hoàng Thu. Chúng ta đã no say tình Chúa rồi, ấm áp tình người và đầy bụng những món ăn ngon. Lời cuối con xin đại diện cho bên gia đình ông Nhân, bên nhà trai xin hết lòng cảm ơn tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Chúng ta tụ họp nhau để chia vui và cầu nguyện cho cái tình yêu mà Chúa đã khởi sự ngày hôm nay với hai bạn Trần Tiệp và Hoài Thu. Và Chúa đã quăng một cái dây gọi là an secula, đó là dây giao ước của hai gia đình thông gia lại với nhau, mặc dù là khu 2 hoặc khu 3 đúng không? Nó cách nhau các bức tường ấy, nhưng mà bây giờ phải đi một cái vòng hơn 200 mét, bây giờ là Chúa quăng cái dây nó gần lại hơn, tức là gần hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta, những người hiện diện nơi đây, chúng ta tiếp tục vun trồng cho cái hạt giống tình yêu này, nó sẽ lớn lên, nó thành cái cây, nó sinh nhiều hoa trái tốt lành của Thiên Chúa và nơi gia đình mới của Trần Tiệp và Hoàng Tôn. Nó xin cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta cầu chúc cho nhau trong mùa xuân canh tí này nối dài, đó là một mùa xuân của Thiên Chúa rồi mỗi người chúng ta, và mùa xuân đấy đọc lại nơi gia đình của Trần Tiệp và Hoàng Tôn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trước hết là con cảm ơn cha
và cha lại đại diện cho quý họ nhà trai để cả tờ có đôi lời tâm tình để đến cho toàn thể các cụ và bà con viên của quý họ nhà trai cũng quý họ nhà gái. Bây giờ đây thì để là đáp từ với cái tấm lòng của cha là người cha và cha đã dành những thời gian đó cha về với họ nhà trai và nhà gái chúng con hôm nay và xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho quý họ nhà trai nên có đôi lời tâm tình cảm ơn quý cha quý dì quý cụ quý ông bà và sẽ cùng chúc cho toàn thể quý hội thân viên trong buổi chiều nay. Xin chào quý thầy bác. Con trọng kính quý cha, con trọng kính quý dì, con trọng kính quý cố, quý phụ, quý ông bà, bốn họ hai bên gia đình cùng bạn bè nam nữ gần xa của hai cháu. Trước hết hôm nay hai bên gia đình chúng con vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho hai gia đình đã sinh được hai cháu. Ngày nay Chúa lại tặng ban cho hai cháu một tình yêu. Hai cháu đã có sự tìm hiểu và hai cháu đã đồng tình, hai bên gia đình đồng ý sắp xếp nhằm ngày hôm nay tổ chức buổi lễ đính hôn cho hai cháu. Vậy hôm nay gia đình ông bà Thiểu cũng như quý họ gái con rất hân hạnh được đón tiếp tấm thiên tình của quý cha, quý dì, quý cụ, quý ông bà đã bớt chút thời giờ vàng ngọc cùng trở về đây dự buổi tiệc chung vui mừng ngày lễ đính hôn cho hai cháu. Vậy con xin được đại diện cho gia đình bà ông Thiểu cũng như quý họ gái chúng con xin chân thành cảm ơn. Và trước khi ngừng lời, con xin kính chúc quý cha, quý dì, quý cụ, quý cố, quý ông bà, quý bạn bè, thân nhân nam nữ của hai cháu một năm mới, một sức khỏe mới, một mùa xuân ngập tràn tình yêu Thiên Chúa. Và con cũng xin quý cha, quý dì, quý cụ, quý ông bà, bốn họ quê hai bên gia đình tiếp tục cầu nguyện cho các cháu để một ngày gần nhất các cháu được tiến lên bằng thánh, chính thức nên vợ thành chồng. Quý cụ, quý ông bà, bốn họ hai bên gia đình ta lại gặp ta, con xin trân trọng cảm ơn. Vâng, vừa rồi là phát biểu của quý đại diện cho quý họ nhà gái có lời chân tình cảm ơn là quý cha, quý cụ, quý ông bà. Vâng, con xin mời cha Mun Xe, Đặng Hữu Nghị, cha đang quay sóc giáo xứ Lạc Thành, dân lắp đoàn trên phố giáo phó, cha chúc lành cho hội hôn chúng con một năm mới. Và giờ đây chúng ta cũng như cha Mắt Video đã đại diện nhà trai để cảm ơn, thì giờ đây xin Chúa chúc lành cho toàn thể cộng đoàn chúng ta đứng lên để lãnh nhận phép lành của Thiên Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn là cháu ông cha, còn là cầu chúc cho hai cha quý đề một năm mới được đề tạo hồng ấn của Thiên Chúa Xuân và một năm mới được mạnh khỏe để cha toàn hái được nhiều kết quả trên cánh đồng thuyền gió và cuối cao có. Chúng con xin cầu chúc cho toàn thể các tu, các ông, các bà, các viên, quý họ trai, quý họ gái. Và đúng là từ hôm nay đây là hai gia đình chúng ta trồng cây chung và ăn quả chung. Ra hoa kết trái thì ta lại cùng trông nom. Còn hai bà trẻ này thì sao? Từ hai bạn đã chung một nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Con chung cha mẹ cùng chung, bên tỉnh, bên hiếu, ta cùng trông nom. Thời gian thì vẫn còn dài, đường về tới nhà trai kia càng dài hơn. Mà lấy gì đáp nghĩa trả ơn, công cha nghĩa mẹ, xóm ôm vẹn vàng. Con xin thay mặt cho gia đình gửi đến quý khách nghĩa tình đậm sâu, nào tân chú rể kìa tân cô dâu, nghĩa tình chồng vợ có đôi câu kính chào, hãy tiến khách ra tận lối vào, ngập ngừng tay bắt có lời chào cảm ơn. Chúc cho cô bác sớm hôn, tiền nhiều gạo lắm, vườn cau vườn dừa, để rồi cùng sống sang giàu, gia đình hạnh phúc muôn màu đẹp tươi. Xã hội rồi em về theo anh, để còn câu hát vấn vương trong lòng, nước sông kia hai dòng như một, mai xa rồi em nhớ em thương. Xin cầu chúc cho quý cha quý dì cùng với toàn thể quý cụ quý ông bà quan viên tám họ hai nhà trên đường về được hưởng lộ bình an. Cảm ơn gia đình nhé.
cầm vi trên đường. Sửa soạn sang đêm tận trưa, tóc tai cũng ngược bành như đã trường. Như là anh không tính hay ngại, một con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích một cái nhịp thiếu gì mà em. Chuyện ngày xưa, nghe thấy nhau. Sao mấy năm vẫn